bao chảy xước. Bao giữ form, da bò nguyên tấm, phần thân siêu bền, bao chắc chắn. Đế cao su nguyên khối khâu trực tiếp vào quai da. Bao êm ái, đệm lót chính hãng Timan, thoải mái suốt cả ngày dài. Bao bám đường, tự tin vững bước. Đặc biệt có thêm lớp phủ nano công nghệ Nhật Bản, hạn chế bám bẩn, dễ dàng vệ sinh. Dây đóng thủ công số lượng có hạn, miễn phí giao hàng tận nhà ngay hôm nay. Để lại số điện thoại đặt hàng ngay. Bảo hành da và chỉ trong 5 năm, bao đổi trong 7 ngày. Được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà. Để lại số điện thoại đặt hàng ngay.